Bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại trung tâm thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Ngay vị trí em đứng cách biển là chưa đến 1 km đi ra đây ha. Cách biển nè, trường học, chợ Phước Hải này chưa đến 1 km nha quý anh chị. Đặc biệt là cách cái con đường đang mở rộng 42m nha. Đường đó là đường Nguyễn Tất Thành, đường 42m. Đường đó là đường huyết mạch, gọi là đường ven biển, kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Hải nè, Phước Hải, đi về Lộc An, Lan Rừng, La Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc và Hồ Tràm, là đi con đường 42m này ha. Và con đường này đang mở rộng nha quý anh chị. Đường Nguyễn Tất Thành ha. Tí nữa em sẽ quay cho quý anh chị xem cái con đường đó ha. Thì hôm nay em muốn giới thiệu đến quý anh chị là một lô đất ngay chiếc xe em luôn ha, ngay xe máy em luôn. Thì hẻm mình là hẻm cục nha quý anh chị, nhưng mà được cái là đất mình phủ hồng toàn bộ hết đó, và giá cực kỳ ngọt cho quý anh chị nào mà muốn kinh doanh đầu tư hoặc nghỉ dưỡng gần biển Phước Hải ha. Đây sát cái vách nhà này luôn nha quý anh chị. Từ cái mí nhà này đi qua cái cọc này nha, 5m, chạy dài về phía sau đuôi là 21,5m. Chủ đã lên 60m thổ cư và đất của mình phủ hồng toàn bộ hết nha. Mình ở đây là xây dựng tự do, mình có thể xây nhà cấp 4 hoặc nhà lầu giống như này. Nhà lầu đây ok luôn ha. Bây giờ em sẽ quay ra đường 42m, đường Nguyễn Tất Thành đang mở rộng cho quý anh chị xem ha, và quay ra trường học này, tái định cư Phước Hải và biển cho quý anh chị xem. Đây em quay lại lô đất cho quý anh chị xem này. Đó, ngang 5m ha, từ cái mấy cọc này qua đây 5m, sâu vào 21,5m, 60 thổ cư, đất phủ hồng toàn bộ. Ở đây có nhà vườn nhiều lắm nha quý anh chị. Nhà vườn rồi các thứ này. Đường là đường 4,5m, đường ô tô vào đó tới nơi nha quý chị. Đi ra đúng 100m là tới đường 42m quý chị, đường Nguyễn Tất Thành đang mở rộng ha. Đấy. Đây. Đường này là đường 42m đây quý chị, đang mở rộng này. Đang đập phá đây mở rộng này. Đoạn dưới kia là làm xong hết rồi, mà đoạn trên này thôi nha quý chị. Đoạn nước dưới đoạn này là chưa làm, nhưng mà đoạn dưới kia và đoạn phía bên bên Long Hải là làm xong xuôi hết rồi ha. Đường 42m nha quý anh chị. Quý anh chị thấy cái cống này là quý anh chị biết cái đường nó to cỡ nào rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ quay ra tái định cư, quay ra biển cho quý anh chị xem ha. Vào đây là khu tái định cư quý anh chị ha. Đây là cây xăng Petro Việt Nam này. Phía bên tay phải của anh chị là trạm y tế Phước Hải này. Đấy. Còn bên này là trường học này. Trường học mầm non đây. Và đây bên này là trường học cấp 2. Khu này là khu tái định cư Phước Hải quý anh chị ha. Gần tất cả các tiện ích luôn nha. Đấy. Còn phía bên này là thị trấn ban chỉ huy quân sự này, thị trấn Phước Hải đây. Ariban đây, trạm ATM Ariban luôn. Và đây là ủy ban nhân dân thị trấn Phước Hải nè quý anh chị. Và sau lưng trong ủy ban thì chợ, đây là chợ ha, chợ Phước Hải quý anh chị. Chợ Phước Hải là thường thường buổi sáng là đông nha quý anh chị, buổi chiều thì hơi vắng nha, buổi chiều thì vắng. Đấy, đây là quảng trường này, đó là quảng trường nha quý anh chị. Đó, quảng trường phía bên phải là chợ, phía ngoài kia là quảng trường. Mình đây đi ra biển luôn, khá là gần nha. Đi ra biển đây chưa tới 1 km quý anh chị, vài trăm mét thôi là đến rồi. Đây. Đây là mặt tiền đường bờ kè biển Phước Hải quý anh chị ha. Rồi quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm lô đất gần biển là inbox cho em nha. Sát biển đây này, đấy, gần chợ trường học luôn ha. Đấy. Rồi để em quay cái sổ và soi quy hoạch quý anh chị xem luôn ha. Đây, và đây là cái sổ của mình nha quý anh chị. Thửa đất số là 936, tờ bản đồ số 8.
Địa chỉ là thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 107,6 m2. Diện tích sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 60 thổ cư, còn lại cây năm khác cho quý anh chị. Thời hạn là đất ở lâu dài ha. Và đây là cái hình thửa của mình ha, đường bê tông nè quý anh chị, đường bê tông ha. Ngang năm sâu 21,9 nè quý anh chị. Đó. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem nha. Thì đất mình quay về hướng đông bắc ha. Quý anh chị nào hợp hướng đông bắc thì inbox báo cho em ha. Ngang 5m nè. Phía sau nở hậu 5m3 quý anh chị ha. Sâu vào là 21,5 m nè. Cạnh này 21,8 m ha. Đất mình phủ hồng toàn bộ. Em cho quý anh chị xem khu dân cư ở đây ha, khá là đông nè. Đây cái đường này đang mở rộng nè, em cho quý anh chị xem đường 42m ha. Đây. Thì đây là cái lô đất của mình đi ra đây. Khoảng chưa tới 100m thôi là tới đường, đây là đường 42m đang mở rộng đây. Đấy, quý anh chị thấy không? Đường này đường huyết mạch ha, đường kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Hải, qua Phước Hải, qua Lộc An đi về Hồ Tràm ha. Đó, cho quý anh chị xem con đường này đang làm ha. Đây là cho quý anh chị xem đang làm này. Đây. Đoạn này làm xong hết rồi ha. Đoạn này cũng làm xong rồi, chỉ đoạn gần chỗ mình là chưa xong thôi. Đây. Mình đây là đường 42m đường Nguyễn Tất Thành đây cho quý anh chị. Và đây. Thì ra đây là khu tái định cư rồi, chợ trường học đây và đây là biển ha. Quảng trường đồ đây luôn nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm cực kỳ tiềm năng thì inbox cho em nha. Sau này em nói với anh chị là đường này đã sao làm xong rồi là tất cả các loại xe hoa mai toàn thắng, xe giường nằm, xe khách đi về biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận là đi ngang về đây ha, đi ngang qua biển Phước Hải luôn. Đấy. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.